Xin chào. Chào chào, sao chọn nhà hàng Bình Dân quá vậy? Bây giờ tôi đề nghị như thế này, chúng ta chuyển qua loại 5 sao để được thoải mái tiền ăn. Ok, đi tính tiền Thôi em ơi. không cần. Vậy cho tẩy đá đi. Dạ. Ông có đoán được tại sao tôi muốn gặp ông không? Chuyện này dính dáng tới Hoa Khôi Kim Trân. Nếu mà tình yêu thật lòng, chắc cậu chẳng bao giờ thèm nhìn mặt tôi, một người cậu cho là không bao giờ tìm tới. Quá đúng. Nếu không vì chuyện này á, tôi không đến đây gặp ông đâu. Vậy thì vô, để mừng sự thông cảm. Vô. Thứ nhất, tôi đồng ý về làm phó giám đốc công ty dịch vụ xuất khẩu cho ông. Cảm ơn về sự hợp tác của cậu. Còn thứ hai, tôi muốn ông chứng minh với Kim Chân và Hoàng Vi, 1 tỷ tôi đầu tư vào xuất thời trang là tiền của ông đưa, chứ không phải là tiền cá độ bóng đá. Ok. Anh chở em tới một cái quán nhậu mà không ai biết em thôi. Để em nhậu xong em chết luôn cũng được. Có chuyện gì khiến chú vậy? Hay chú đang luyện để nhập vai đúng phim? Ơi, vì anh cũng không chia sẻ gì được với em hết. Em cần đến một quán nhậu. Anh chuyện chở em đến quán nhậu đi. Em trả tiền sòng phẳng. Có gì đâu. Có chị mà cũng dòng qua chuyện đóng phim cho được. Cái mặt này nè, cái mặt này ta cho mày đứng hàng hình chót ở đó mà hot. Hôm qua em vẫn còn ở bên chị em mà. Giỏi khéo mồm thôi. Không biết lượng sức mình phải không? Ai nói gì đâu. Chào mấy anh chị vào. Dạ chào. À, xin chào. Chúc mừng anh ngày mai được ra viện. Cảm ơn, mời chị ngồi. Tình hình công ty tốt không chị? Các em thường xuyên đến thăm thế này, anh cũng biết tình hình rồi. Tình hình công ty xấu đi, nên các cô người mẫu đồng loạt ngừng hợp tác với công ty. Thú thật với chị, bây giờ tôi mới biết. Với tôi, chuyện tập học người mẫu đâu có khó. Anh biết thừa là đằng sau các người mẫu có những bàn tay nhấp nhú của bọn xấu. Cậu muốn ám chỉ ai vậy? Tôi đã làm việc trong giới thời trang từ khi xuất hiện hoạt động người mẫu. Tôi chưa từng thấy bàn tay nào của bọn xấu cả. Thôi, bỏ qua đi. Tôi nghe nói khi ra viện, anh không muốn hợp tác với chúng tôi nữa hả? Nói cho chị hiểu, các anh Hiền, anh Khoa, Quang Trừ và chị, tôi đều rất là quý. Nhưng muốn tiếp tục hợp tác á, thì công ty không thể có những kẻ đã chơi xấu mà còn nói xấu tôi. Anh muốn nói ai? Hoàng Phi, Kim Chân, ngay cả thằng nhãi này nữa. Những đệ tử ruột của Lê Văn đấy, nếu Sanding còn có những cái tên này thì không thể nào có vũ đạo. Tôi có dính gì vào vụ anh Giang đánh anh đâu. Mày còn nít. Tao nói chuyện với chị My Khánh, chứ không nói chuyện với mày nhá. Anh đã đồng ý bỏ qua cho Lê Giang rồi mà. Về xã giao thì đúng là như vậy. Nhưng trong lòng, đến chết, tôi cũng không quên chuyện này. Nếu Lê Văn Thành Cao, nó đánh tôi chịu. Nhưng nó không phải như thế. Nên nó đánh tôi 1, tôi thề, tôi đánh lại nó 10. Em đã nói với chị từ lúc ở nhà rồi mà chị không có nghe. Mày nói cái gì vậy? Giờ thì mày nói thẳng ra luôn đi. Cậu ấy không nói gì hết mà chỉ lo cho anh còn mệt nên sẽ có những phản ứng nóng nảy. Không sao đâu, tôi hiểu được tâm trạng của anh mà. Đây là một yêu cầu rất sòng phẳng đúng không? Tôi phải về suy nghĩ lại xem nó sòng phẳng ở đâu. Nếu thực sự là vậy, tôi sẽ đáp ứng đúng yêu cầu của anh. Cảm ơn. Đây là đâu? Thì chú kêu tôi chở đến quán nhậu. À, một quán không ai biết em là Ly Văn, đi nhậu đến chết luôn. Đời, có nhiêu đây rượu làm sao nhậu đến chết được? Chú nghe đây, nếu muốn chết á thì chú tự đi tìm đường. Chứ tự nhiên kêu tôi chở đến cái chết, ai trả tiền xe cho tôi? Không ngờ lại được nghe một câu hay nhất trong ngàn cho anh. Dạ. Anh tên gì?
chú kêu tôi là Tư đi. Anh Tư, cảm ơn anh đã cứu em hai lần. Ủa, tôi cứu chú hồi nào? Lần thứ nhất á, là anh đưa em đến cái quán, một cái quán mà không đủ rượu để uống, để nhậu đến chết, đúng không? Còn lần thứ hai á, thì anh không đưa em vào chỗ chết để em còn trả tiền xe. Vô một cái nữa. Dạ. Chú hiểu sai tôi rồi. Tôi có ý đưa chú tới đây á là để đủ tiền bao chú bữa, được bao ly văn nhậu cũng vinh dự lắm chứ. Còn thứ hai, tôi không thích chú chết á, đâu phải là chuyện tiền công, mà kẻ đáng chết đâu phải là chú. Chú là người của bà con, để chú đi là phụ bà con. Anh Tư, không ngờ anh lại là người tri âm tri kỷ. Vậy bây giờ em tham khảo anh một chuyện, mà do không ai chia sẻ nên em muốn tìm được cái chết. Được, chú nói đi. Số lời này, em đã ký hợp đồng đóng một bộ phim. Vì ban đầu đọc kịch bản em thấy quá hay. Tôi chỉ xem phim thôi, làm phim tôi dốt đặt. Chú thì cả thôi được rồi. Em ví dụ như vậy ha. Sao? Ban đầu á, em có yêu một cô gái, đăng ký kết hôn rồi, sắp đến ngày cưới rồi, thì tình cờ em phát hiện ra là cô ấy có quá nhiều thói xấu, cô ấy yêu em chỉ vì tiền thôi, nên là em quyết định bỏ cuộc. Thì theo anh, em đúng hay là sai? Anh nói là đúng không? Đúng hay sai? Đã đứng tuổi trưởng thành rồi mà chuyện đó mà không biết được, phải hỏi người này người khác là sai. Thôi chậm chậm đi. Vô. Vô. Thêm một câu nói nữa hay nhất trong ngày. Đến bây giờ thì chị có thể xác định Mạnh Thái yêu em thật tình đó. Em cũng nghĩ vậy. Em cũng thương anh ấy, nhưng vừa thương vừa sợ. Nếu em không có chút tình cảm nào thì em đã không nhận sự giúp đỡ của anh ấy ngay từ đầu. Nhưng để đi xa hơn thì em cảm thấy sợ lắm chị. Chuyện gì vậy em? À, không có gì đâu anh. Đẹp quá. Xin chào. Cảm ơn. Đây là hàng mới đó bạn. Bạn cứ xem tự nhiên nha. Cảm ơn các chị. Lại theo bước chân Hoàng Vy, yêu là khổ đúng không? Em chưa yêu mà đã khổ. Mạnh Thái không nhận số tiền sang sớp mà biếu cho bác Nghiêm Trân. Nếu như Thái chân thành thì mọi chuyện cũng đơn giản thôi. Em cứ quan hệ với mình như là bạn bè. Đến khi nào em cảm thấy không thể thiếu cậu ấy được nữa thì đó là yêu rồi. Còn nếu như em không thể yêu thì cậu ấy cũng đâu có trách mình được. Em cũng khuyên Kim Trân như vậy đó. Thật ra yêu một người như Mạnh Thái thì phải hết sức dũng cảm. Điều anh sợ ở đây là có khi em yêu gì nhưng Thái đứng với em theo bản chất của một kẻ thích phiêu lưu và kẻ khác sẽ chinh phục. Em cũng nghĩ nấy phủ bạn như vậy đó. Em chỉ cảm thấy mình chưa được dưỡng chân. Mẹ và các em của em mới thấy ngoài cảnh nghèo túng nên em hoàn toàn thiếu tự tin trước những người đến với mình. Với anh Thái em càng lo sợ. Được rồi, để anh gặp Thái hỏi kỹ chuyện này. Không hiểu sao anh vẫn tin Thái là một người nữ tế. À không, phải nói chính xác là Thái đang quyết tâm trở thành một người nữ tế. Phạm Việt mời đi ăn rồi tối xem biểu diễn thời trang luôn. Bà có đi không? Tôi để ông tự do. Đi với vợ già, giữ một dân người mẫu xinh đẹp làm ông mất tự nhiên. Tôi đến nhà hàng của dì Thu Hà xem sổ sách của dì ấy như thế nào.
rồi ngủ luôn ở đó cũng được. Dạ, chào chú. Chào anh chị. Hôm nay em và anh chị đi ăn bào ngư với em. Cảm ơn anh, nhưng chỉ có nhà tôi đi thôi, còn tôi thì bận việc đột xuất rồi. Khi bà xã muốn tự do thì ông xã chỉ có cách là phải tôn trọng thôi. Chị cứ ra xe đi, rồi chị đi tới đâu em đi chị tới đó. Cảm ơn, tôi đi taxi được rồi. Vậy là chị để anh tự do hoàn toàn thật rồi. Công nhận anh có người vợ tuyệt vời đó nha. Bà anh chị. Xin mời hoàng hậu. Sao bị trễ thế? Trường đến trước phạm diện, nhưng phải chờ anh già biến đi thật xa mới dám xuất đầu cuộc diện. Phải lừa mãi anh già mới cho tự do. Chuyện thằng Thái đến đâu rồi? Báo hiệu một tin mừng, con ngựa bất khâu đã được thuần phục. Nhưng làm sao mà tài vậy? Hỏi quan trường câu đó là xúc phạm á. Bây giờ Hường muốn đi đâu? Chọn nơi nào mà cả nước biết ấy. Ok, vậy thì Trường sẽ đưa Hường đến phim trường của đài truyền hình trong chương mục Tình Không Biên Giới. Thế chứ. Ngọc Trúc đang chạy lên khách sạn. Bây giờ chúng ta qua đó đó. Chị sợ quấy qua đây á, chị nhà hiểu lầm. Vào Sài Gòn lần nào cũng như đi hoạt động bí mật. Nếu anh không xem chương trình này á, thì Ngọc Trúc sẽ dẫn anh đi xem chương trình khác. Lại muốn tôi buffet thêm vài yêu cầu hạn ngạch nữa chứ gì. Hôm nay toàn chuyện vui vẻ không à. Anh chị xem giúp em phần thu chi trang 18. Gallery mới mở, số tranh bán ra ít hơn so với ở đây, nhưng phần nhiều là tranh có giá trị, nên số thu hơn hẳn ở đây. Chắc tại em tập trung vào sending, không còn thời gian cho hội họa nên cũng ít tranh, làm cho doanh thu thấp đi. Điều quan trọng nhất là tổng thu. Nếu đầu tư tài chính và nhân lực ít đi mà tổng thu cao hơn thì không có gì phải bi quan. Đợi một thời gian nữa, nếu bên gallery mới có ưu thế về khách hàng cao cấp, chúng ta sẽ tập trung đầu tư vào gallery mới bên đó. Còn ở đây chỉ làm sĩ vẻ. Em à, hình như có tiếng của Lê Giang đó. Ở đâu? Giang tới. Em có nghe gì không? Dạ không. Anh nghe không? Cô ấy đáp anh là Văn chưa kêu cửa mà sao Khánh biết Văn tới hay vậy? Mới nhậu nữa phải không? Nhân lang thang ra tận ngoại thành luôn, giờ thèm nhậu nữa. Thật là may quá, có anh Nghĩ ở đây. Chào anh. Yến, chào anh. Lấy cho ly nước uống chữa cháy coi. Dạ. Ê, khỏi, có rồi. Hôm ở Lâm Đồng, Văn nói với Khánh sao?
mà mới về đây có mấy ngày mà còn tệ hại hơn vậy. Công việc để lát bàn tiếp nha. Dạ. Chào anh. Lại cãi nhau với Hoàng Vy nữa hả? Chàng đã nói là không có chuyện giận dỗi rồi mà. Chàng tìm tới Khánh bởi vì không có ai chia sẻ về vụ quỹ hợp đồng đóng bộ phim Sa Ngã. Khánh đã nói rõ quan điểm của Khánh hôm ở nhà má hai rồi mà. Trời ơi, tôi không thể tham gia đóng một bộ phim lỗi thời. Sao không ai hiểu, không ai ủng hộ tôi hết vậy? Với những bức tranh vừa vẽ xong, nếu không vừa ý, em đừng xé bỏ đi. Sao có ai muốn quỹ hợp đồng với một bộ phim không vừa ý? Em cần nhận làm gì để có ai muốn sống? Hai chuyện không thể so sánh với nhau được. Bức tranh là của riêng em, còn bộ phim là của nhà sản xuất. Người ta đã dồn hết hy vọng vào văn, quỹ hợp đồng ngang xương, làm thiệt hại cho người ta là chuyện không có nên. Nhưng quan trọng hơn, văn đang có rất nhiều kẻ thù. Nhân chuyện này họ sẽ trút hận lên đầu văn cho coi. Đúng là Lê Văn thật đáng thương. Yến ơi. Dạ. Pha cho chị ly nước chanh. Khi nào Văn tỉnh á, đưa cho anh uống giùm chị nha. Dạ. Cái gì là theo bằng được, không chịu nghe lời ai. Trời ơi, thằng dĩ vô đất góc giờ mẹ nó lại thua à? Từ ngày tôi đọc số đen đánh nó trận nào thua trận đó đấy. Em đã ngăn rồi, không nghe, vẫn ngoan cố cắm đầu chơi rồi thua nhá. Mày thấy gì chỗ quan trường còn cứu ba cái thị trường đất đai gì vậy? Em đã quyết tâm làm gì thì phải theo đuổi đến cùng. Việc về với quan trường cũng chỉ là một con đường riêng thôi anh ạ. Thôi dẹp đi, tao mày đi nhậu cho đỡ buồn. Không, không là không. Wow, con trận Barcelona tại sao nó không ra kèo? Alo. Ê, trận Barcelona kèo sao mày? Chết mẹ. Ủa, tưởng ai còn gì? Ủa, anh Lê Văn đâu? Anh Lê Văn, em với anh luôn về là không thấy anh Lê Văn đâu cả. Gọi điện thoại cũng tắt máy rồi. Chị có hẹn với anh ấy là chị sẽ ghé qua mà. À, có hẹn à? Tôi đâu, chị vào đi, ngồi chơi tí. Nếu mà có hẹn thì thế nào anh bạn cũng về. Chị vào ngồi đi. Ngồi đi chị. Thôi được rồi. Chị chị nói với cái chân chuyện tiền chứ? Rồi. Thế cái chân nói thế nào chị? Nó nói là sẽ gặp em. Ôi. Nhưng mà chị nghĩ cái vấn đề đó là ở em, chứ không phải là ở nó. Khi nào anh Văn về, em nói anh Văn điện lại chị ha. Dạ vâng. Chị về ha. Chị ơi. Chị về nói với cái chân là em không xấu như những gì người ta nói đâu chị nhá. Biết rồi. Em cảm ơn chị. Chào anh. Dạ. Gì? Thú thật, anh không phải là người trong nghề, nên khi đọc kịch bản anh không biết sự hay dở của một bộ phim. Nhưng thật tình không còn hứng thú để mà vào vai diễn, đó chính là đau khổ của người diễn viên. Em có đọc và thấy nhận xét của Văn là đúng. Không chỉ Văn mà cả nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều kỳ vọng đây sẽ là một bộ phim vừa nghiêm túc vừa ăn khách.
nhà sản xuất đã không tiếc tiền đầu tư quảng cáo, kể cả việc dùng nhiều tiểu xảo để làm marketing cho bộ phim trước khi bộ phim bấm máy. Nhưng sau khi thâm nhập thực tế, đọc sách và tư liệu, Giang nhận ra nhiều vấn đề. Tình tiết thuộc nội dung và nhân vật, đặc biệt nhân vật giám đốc Minh Trung của công ty Mai do Giang thủ vai, quá xa với thực tế. Giang giám đốc ấy đã lỗi thời. Đã là một bộ phim hay thì không thể nào dở đi chỉ vì nhân vật hợp thời hay lỗi thời. Câu chuyện và nhân vật không thể dở đi theo thời thế, nhưng vấn đề xã hội và con người mà lỗi thời thì... hơn cả thương anh. Tất nhiên chỉ là thương thôi, nên em chỉ chật hẹp nghĩa về hành vi của Giang với tấm lòng một bạn gái lo cho một bạn trai. Đó là sự an toàn cần có cho Giang giữa thế gian đầy rẫy sự bất an. Không biết bao giờ Lê Giang mới tỉnh dậy. Say xỉn như vậy còn lâu Giang mới dậy nổi. Mỗi khi buồn á là uống say đến chết như vậy đó. Em nói vậy anh hiểu rồi. Vấn đề là chúng ta sẽ can cậu ấy như thế nào? Vẫn phải bằng mọi cách để can. Nhiều diễn viên khác vào trường hợp này cứ đóng cho xong phim rồi mọi chuyện tính sau. Nhưng Giang không phải như vậy. Với những bộ phim mà Giang không thích, trả cái C gấp 10 lần, Giang cũng cứ thẳng thừng từ chối. Mọi người đâu cả rồi? Đây đây đây. Khánh và anh Nghị vẫn ở bên Giang lúc ngủ. Thiệt hả? Đúng là sai xỉn quá thì không nhớ gì nữa. Chắc là lúc sai quá em nói làm địa chỉ. Em nói với anh Sơn là chở em về nhà mà. Cậu đang bế tắc vì quyền hợp đồng phim sang hả? Chuyện này em chứ Khánh đã nói riêng với nhau rồi. Nhưng mà xem lại ở đây ta. Làm phiền mọi người quá. Uống đi. Về riêng cho Giang những lúc say xỉn đó. Cái vụ này hồi ở Lâm Đồng em và Biết Khánh đã bàn rồi mà.
xem lại đây ta. Thôi phải đi đây. Giang, còn vụ đóng phim tính sao? Khánh tưởng Giang sai hả? Giang nhớ là ở nhà má hai, Giang có hứa sẽ nghe lời khuyên của Khánh, đúng không? Anh ơi! Cậu chưa tỉnh hẳn, để anh lấy xe đưa cậu về. Không phải, cảm ơn anh. Em đi xe ôm được rồi. Tạm biệt, chúc hai người vui vẻ. Hồi nãy anh không biết cậu ấy có nghe hết chuyện mình nói không? Làm gì có chuyện đó. Em biết rành Văn quá. Nếu mà nghe được mình nói chuyện thì Văn đã đùng đùng ngồi dậy từ lâu rồi, chứ đâu có nằm yên rồi ra về như vậy. Thằng Thái đã chịu về với trường, vì khó khăn còn lại mà đưa được nó vào công ty. Trần Hiền đã đồng ý thành lập công ty dịch vụ xuất khẩu rồi mà. Việc thành lập công ty này đã là một khó khăn, đưa nó vào chức phó giám đốc càng. Thì Hường đã nói với Diêu từ trước rồi mà. Trường chỉ nói để cùng tính chuyện làm sao đưa nó vô chức vụ đó một cách ngoan ngoãn. Cách nào? Xuất tướng. Là sao? Còn mập mập mờ mờ nữa. Nghĩa là làm cách nào Hương điều anh già đến tổng công ty mai sau. Nó đôi lời với Trần Hiền. Sao được? Vừa nghe Như nói á, là Hương đã thấy không ổn rồi. Nó là cái thằng đang kiện cái quy chế của lão Hoàng. Không dập được nó thì thôi, ai lại hạ mình đến cầu cạnh nó. Bình tĩnh nghe Trường nói hết đã. Không được là không được. Nếu mà Trường không có cách nào khác ấy, thì dẹp cái công ty dịch vụ ấy đi, rồi tìm một chỗ nào khác cho thằng Thái. Chứ không có chuyện anh già xuống đó mà cầu cạnh đâu. Nếu Hường dứt khoát như vậy rồi thì chủ thằng Thái coi như bế tắc. Bây giờ dứt khoát không nói chuyện công việc đâu nhé. Khoan đã, nhưng anh sẽ trả lời em câu hỏi này cái đã. Hỏi đi. Anh Phạm Việt mới biết anh tin Tây Quan Trường đến đâu mà hắn chắc anh đi đâu anh cũng theo hết trơn á. Tầm bậy. Chính Phạm Việt cũng đồng tình việc đẩy Quang Trường về máy Sài Gòn kia mà. Hắn về đó là theo sự chỉ đạo của anh. Khác cái việc hắn muốn gì được nấy. Chẳng qua là anh Việt, anh muốn nhắc anh nó phải cẩn thận, cảnh giác với Quang Trường. Chứ anh không muốn nghe thì thôi, em nó cũng không thèm nói nữa. Trời ơi, mới có thế mà đã nhõng nhẽo rồi. Thôi được rồi, em có nói với Phạm Việt là sẽ cẩn thận, sẽ cảnh giác với Quang Trường và sẽ nghe lời em, được chưa? Bây giờ chấm dứt công việc nhé. Ủa, chú Lê Văn, khuya rồi đi đâu vậy? Em đi kiếm Hoàng Vy. Sao không bấm chuông?
bấm chuông rồi mà không thấy ai mở cửa hết. Chị ba. Chị ba cho em xị rượu với dĩa mồi, không làm phiền chị chứ. À, chứ chú Lê Văn ở đây suốt đêm cũng được. Dạ, cảm ơn chị. Sợ hả? Cẩn thận vẫn hơn. Cảm ơn buổi tối tuyệt vời. Chúc mừng. Ôi, ông về sớm thế. Chương trình thời trang Tây không ra Tây, ta không ra ta. Ôi, chán ngấy. Tôi phải về làm nốt một số việc để còn ra Hà Nội. Ơ, thế bà không ngủ ở chỗ gì hả? Tôi có thông tin mới nhất từ quang trường nên phải về bàn với ông. Chuyện gì? Trước hết là tin mừng. Thằng quý tử trước đây chối đầy đẩy giờ đã chịu về làm cho quang trường ở công ty dịch vụ xuất khẩu. Nếu thằng Thái chịu thật thì nó cũng là cái đứa còn dạy bảo được. Nhưng coi chừng, nếu còn vừa làm vừa phá như trước thì vẫn mừng ít lo nhiều. Quang trường đảm bảo sẽ rèn nó được việc. Làm với quang trường chắc chắn thu nhập cao. Cái quan trọng khiến tôi nhẹ cả người là nó chấm dứt những ngày lang thang, rồi có danh có phận, tức là sẽ có tương lai. Quang trường hứa tình hình công ty yên ổn, chú ấy sẽ rút lui, đẩy thằng Thái lên làm giám đốc. Trần Huyền đã chống mình một mất một còn, vậy mà cùng lúc chấp nhận cho quang trường lập công ty dịch vụ xuất khẩu, lại nhận thằng Thái về. Kể cũng là điều lạ đấy. Vụ thằng Thái thì Trần Hiền chưa biết, nên ông cần nói một tiếng với Trần Hiền. Thế mà tôi tưởng là quang trường mới nhờ tôi nói với ông như thế. Không được, chuyện đó tôi tuyệt đối không dính vào. Tôi đã nói từ đầu, vụ thằng Thái, bà với quang trường muốn lo như nào thì lo, đừng có lôi tôi vào kia mà. Ông lạ thật đấy, sắm được con trâu rồi mà ngại mua sợi dây thừng. Nếu vì thiếu tiếng nói của ông mà thằng Thái lại lang thang với thằng Lê Văn như ngày xưa, rồi tự quen đường cũ thì sao? Không được, chuyện này dứt khoát không được. Đường đường là một cấp trên, tôi không thể nào hạ mình trước Trần Hiền. Alo, chào mừng. Xin lỗi, chị đã đụng ngầu gọi anh lúc đi. Không sao. Anh cũng còn thật, chị đang nghĩ gì em đây? Em vừa đọc xong sắp tài liệu do Lê Văn và Trần Thắng cung cấp cho Đăng Khoa. Nói rất nhiều chuyện về anh. Thật kinh khủng. Chắc lại mấy chuyện quá, không biết chi. Em an tâm đi. Anh cây ngay không sợ chết được. Anh thật sự và biết không, khi em đã quan tâm tới anh, chúc em ngủ ngon. Má ơi, mệt quá má ơi. Mệt thì ngủ thêm chút nữa. Dậy sớm làm gì?
Mở shop làm gì có chuyện dậy trễ như hỏi công ty hả má? Đêm qua con ngủ mơ toàn thấy ác mộng. Con và Lê Văn lại giận nhau, cãi nhau nữa. Con với thằng Lê Văn á, không cần ngủ mơ cũng cãi nhau, giận nhau. Đêm qua, có đúng là Lê Văn ngủ nhà Mỹ Khánh không? Con gọi điện thì anh Nghị nói không biết anh Văn đi nhậu ở đâu. Đến khi về nhà là ngủ liền à. Vậy thì lúc trên đường về, con phải ghé qua nhà Mỹ Khánh để coi Lê Văn sao. Con phải biết, lúc nó say xỉn là nó có tâm trạng mà. Ở chỗ khác á, không cần má nhắc con cũng đi tìm. Anh ấy ở tận Lâm Đồng, con còn lên. Còn ở nhà chị Mỹ Khánh á thì không. Thêm một lần nữa má thấy đó, chỉ có Mỹ Khánh là điểm tựa tinh thần cho anh Văn thôi. Chuyện gì cô ba? Không biết chú Lê Văn có chuyện gì á, mà tối hôm qua tới quán em phụ uống rượu rồi ngủ luôn tới giờ. Vậy mà qua chuyển cho tôi hay liền. Quý ơi, thằng Văn đang ngủ có quán của ba nè con. Em lo quá, em tính qua kêu chị mà chú nhất định không cho đi, bây giờ mới lén qua được. Dạ, cảm ơn chị. Tôi về trước nha. Vô trong lấy chai dầu để mát vào gió cho nó. Dạ. Cái điều này chắc uống nhiều dữ lắm đây. Em đã đọc hồ sơ với quan trường chưa? Đi qua em đã đọc rồi. Nếu những điều Lê Văn và Trần Thắng cung cấp là đúng thì quan trường vẫn đáng bị ngồi tù, chứ không phải được tòa tuyên vô tội. Đó, đọc đó em mới thông cảm với anh. Dùng danh tính quan trường không hề dễ dàng. Em lại thấy khó khăn không phải ở chỗ quan trường tốt hay xấu. Theo em, khó khăn chính là những định kiến quá đáng về quá khứ, khiến người ta không tin quan trường có thể tốt lên. Đã vậy là cứ cắt khúc ra để quy chụp, làm hại anh đấy. Do đó giải pháp lúc này là phải làm sao để xây dựng nội bộ thật là ổn định và hòa hợp với nhau. Em nghĩ điều này là quá khó, ít nhất là trong giai đoạn này. Trong lúc tổng công ty đang dầu sôi lửa bỏng như vậy, anh phải dùng giải pháp quan trọng. Một là anh phải theo quan trọng, hoặc là theo đăng khoa. Có đến mức độ như vậy không anh? Đây là một quyết định khó khăn cho anh, vì thực ra đăng khoa là một quyết định và đầy năng lực. Cộng sự với anh đã 9 năm rồi, còn Trần Thắng cũng là một giám đốc giỏi, trong khi quan trọng là một người chưa thể kinh hành được. Ba má, tôi ba má anh đi học. Hôm nay chú Đậu bị bệnh cho nên là ba sẽ đi con Bi đi học. Chuyện tổng công ty lẽ ra anh không nên nói với em nhiều, nhưng mà anh cũng cần có người ngoài chia sẻ và sáng suốt hơn để có thể tư vấn thêm cho anh. Em đừng quan tâm nữa. Em hiểu. Hai cha con đi trước, em làm một số việc rồi sẽ đi làm sao. Chúc anh mau giải quyết chuyện của tổng công ty. Đi học vui nha con. Dạ. Anh đi nha. Em vừa đọc xong sắp tài liệu do Lê Văn và Trần Thắng cung cấp cho Đăng Khoa. Nói rất nhiều chuyện về anh. Thật kinh khủng. Chào anh Quang Trường. Anh Quang Trường. Anh Quang Trường.
Có chuyện gì mà nhìn mặt anh có vẻ thất thần vậy? Chị quá biết ở mai Sài Gòn chuyện gì mà không giật mình thoáng thoát. Tôi đoán chị đến lúc này chắc là cũng có chuyện cần lắm thôi. Anh đoán đúng. Tôi có việc muốn nhờ anh. Chỉ có anh mới có thể giải quyết một cách nhanh gọn nhất. Cảm ơn vì chị đã tin tưởng tôi. Vừa rồi tôi vào bệnh viện thăm Vũ Đào. Anh ta đã ra điều kiện cho tôi. Nếu còn Hoàng Vi, Kim Trân và Duy Hùng, anh ta sẽ không về công ty và tiếp tục vận động các người mẫu tẩy chay Sending. Như vậy thì Vũ Đào tiểu nhân quá. Nhưng suy cho cùng, hắn hành động như vậy là cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Thật ra không có Vũ Đào và số người mẫu hùa theo anh ta, tôi vẫn có thể gây dựng được Sending từ thế hệ đạo diễn và người mẫu trẻ. Nhưng để tai tiếng vào lúc nhạy cảm này là hết sức không nên. Vì vậy tôi cần anh ta ở lại. Chị muốn tôi dàn xếp với Vũ Đào à? Tôi biết anh làm được. Tôi sẽ làm được. Nhưng tôi thấy chị cần phải biết vì sao chị đã đối xử với Vũ Đào rất tốt, chịu hết phí tổn chữa trị với chế độ ưu đãi mà Vũ Đào vẫn bất hạnh. Nguyên nhân chính là thái độ của Lê Dân. Lẽ ra Lê Dân không nên nóng nảy đánh anh ta. Mặc dù cái tội môi giới người mẫu cho các quan chức và đại gia rất đáng bị đánh. Tôi muốn vụ này được êm xuôi, cũng có cả lý do thông cảm với Lê Văn. Có điều nếu Vũ Đào vẫn tiếp tục giận Lê Văn, tôi cũng khó mà thuyết phục được anh ta chấm dứt gây sự. Không ngờ nắm công ty này toàn gặp những chuyện rắc rối ngoài chuyên môn.